Được ngày lành, chúng tôi may mắn đón nhà sử học Dương Trung Quốc về chơi và thăm xưởng. Trong lúc uống trà thì bác đã trao đổi với chúng tôi là có một cái điều rất là trăn trở ở trong lòng. Đó là làm thế nào để những người thợ, những người nghệ nhân Việt sẽ sáng tạo được thật nhiều những cái tác phẩm để mang được các cái linh hồn của người Việt. Và hiện tại bây giờ thì có một cái thực trạng, đó là đi đến đâu thì cũng nhìn thấy Quan Vũ, Đạt Ma và Tế Công. Và các bạn làm thì rất đa dạng các cái mẫu mã, nhưng mà Thanh Gióng, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo thì ít người làm và cũng ít mẫu quá. Và làm thế nào để có thể cho ra được đa dạng các cái mẫu mã, và quan trọng hơn là làm thế nào để các cái mẫu đó sẽ có được một cái đầu ra thực sự là tốt, để cho các yên tâm, để cho các bác thợ yên tâm để sáng tạo hơn. Đó là những cái câu hỏi mà bác Dương Trung Quốc cùng với chúng tôi đã bàn luận trong suốt cái buổi uống trà ngày hôm đó. Và theo các bác thì câu trả lời cho hai câu hỏi ở trên là gì? Hãy chia sẻ ý kiến cho chúng tôi được tham khảo nhé.